À, giờ hết 500 rồi nhá. Mới cứng nhá, 100% nhá. 12A. Đây là bình thủy Tiger. Nội địa Nhật nhá. Rất là chắc chắn nhá. Bật điện. Đấy, đang đun. Thông số của nó đây nhé. Con này là 1.25, dài là 1.5 m. Bắt đây bởi em đây, hai cái 1.25 mm. Nó là mới cứng. Ở đây là cái chân đế ngoài, đây, chân đế trong này. Các bạn có thể lấy kèm hoặc là không lấy kèm. Đây, chỗ là mới đẹp nhé. Hàng mới 100%.